năm 2092. Rừng chỉ còn là một truyền thuyết đô thị, ánh nắng không còn có thể được nhìn thấy và đất axit khiến thực vật gần như đã bị xóa sổ, không thể để nhân loại tuyệt diệt. Công ty UTS với công nghệ nanobot đã tạo ra một ngôi nhà vệ tinh cho con người, nhưng tất nhiên không phải cho tất cả mọi người. Đây là Tseho. Mỗi lần trở về trái đất, anh lại ghé qua nhà xác để xem cô con gái của anh có nằm trong đó hay không. Để làm vậy thì cần trả một khoản phí. Hôm nay Tseho đem một túi gạo đến nhưng bị từ chối bởi bà quản lý. Về đi Tseho, cô bé không có ở đây. Nếu đúng thì chúng tôi đã báo cậu rồi. Mấy ông có phân biệt được người Hàn với người Trung đấy đâu. Sau một hồi giằng co, bà quản lý đòi thêm đôi giày nam châm của Tseho rồi mới cho anh vào. Quả nhiên vẫn không phải là cô bé Tseho tìm. Rời khỏi nhà xác, Tseho tới chỗ một chiếc thang máy khổng lồ và đi ra ngoài không gian, vì trái đất đã không còn là một nơi thích hợp cho sự sống. Tập đoàn UTS đã xây dựng lên quỹ đạo, hay còn được biết tới là không gian liên hành tinh. Ngôi nhà mới cũng nằm trong đó. Nó được gọi là khu dân cư UTS. Đứng đầu UTS là một tiến sĩ, nhà vật lý, kỹ sư hàng không vũ trụ kiêm sử gia, người hiện đang giàu nhất thế giới và vẫn trẻ đẹp ở độ tuổi 152. Ngài James, hoặc Hamed nếu bạn là người mà thôi. Hôm nay có vài phóng viên từ trái đất tới để phỏng vấn James về kế hoạch tạo dựng sự sống trên sao Hỏa. UTS đã thành công khai phá hành tinh này. Theo kế hoạch thì chỉ còn 3 ngày nữa là sao Hỏa sẽ nằm ở vị trí gần nhất với quỹ đạo. Đó là lúc James công bố vùng đất mới cho con người. Một phóng viên lên tiếng rằng 95% dân số thế giới vẫn đang sống trong địa ngục trần gian mang tên trái đất. Có vẻ James không quan tâm tới họ và cả đống rác thải mà công ty của ông đang xả ra ngoài vũ trụ. Ngày ngày đang có các lao công không gian phải liều mạng đuổi theo các mảnh rác có vận tốc gấp 10 lần viên đạn để kiếm sống. Nhân vật chính của chúng ta cũng làm nghề này. Tseho là một phi công của con tàu chiến thắng. Ngoài ra nhóm còn có thuyền trưởng Giang, thợ máy Park và người máy Bubs. Tổ đội này bị ghét phết vì hay KS rác của nhóm khác. Sau một pha phối hợp ảo ma thì đội tàu chiến thắng đã cắt đuôi được đội khác và có cho mình chiến lợi phẩm là mảnh rác nặng 1,7 tấn. Chưa kịp ăn mừng, Tseho bất cẩn để tàu va chạm với hành khu dân cư UTS, lại còn làm gãy luôn một cái anten, đem mảnh rác về công xưởng, còn được gọi là vệ tinh quản lý rác thải. Tseho tới chỗ anh thu ngân để nhận tiền. Khối rác trị giá 584 đô la, cơ mà nó còn chưa bằng một nửa số tiền phạt do phá hỏng cái anten. Anh thu ngân còn ném cho Tseho giấy nhắc đóng thuế. Chưa kịp rời đi thì bắt gặp ông anh này, người cảm nắng đội trưởng Giang. Dạo này Giang thế nào bro? Cô ấy hứng lên mỗi khi nhắc về anh, vì cách tán tỉnh của anh như bùa. Sau đó Tseho chạy ra lục thùng rác và sắm cho mình một đôi giày. Trên bản thiết kế thì thông số của con tàu chiến thắng cũng kinh đấy. Cơ mà quanh năm cả đội càng làm chỉ càng thêm nợ. Hôm nay đang đánh bài thì anh Park bảo có chuyện. Ai đó đã lấy mất túi gạo anh để dành cho dịp đặc biệt. Trước đó là pin rồi thùng dụng cụ. Này Giang, bình rượu của cô nồng nhỉ? Bình rượu của cô to nhỉ? Bét nhất chẳng phải 80 đô. Tóm lại là vì chuyện tiền bạc mà ba con người la và choảng nhau một trận. Bubs thì hốt bạc cất vào két. Sau đó cả nhóm tới kiểm tra con tàu còn sót lại từ mảnh rác mà do công xưởng hết chỗ nên không được xử lý. Được biết con tàu này rơi ra từ trường mảnh vụn không gian, nơi được đồn có đám nanobot bất tử hoạt động. Về lý thì con tàu phải bị ăn sạch rồi nhưng trông vẫn khá tốt. Tseho mở khoang túi khí thì bất ngờ thấy trong đó có một bé gái. May mà con bé là người Hàn vì khả năng tàu này không có máy phiên dịch. Ngay sau đó cả nhóm nhận ra đây là Dorothy, một người máy bị tổ chức khủng bố cáo đen trộm khỏi UTS 2 ngày trước. UTS cảnh báo có thể chúng đã cài bom vào đó. Đúng lúc này Dorothy hắt xì khiến cả đám sợ vơ lờ. Sau đó là chạy vội về phòng họp qua Zoom. Park gọi cho cảnh sát để báo cáo. Tseho thì hoảng tu tí thua nên bị sai ra buộc Dorothy lại. Thanh niên rén vờ lờ nên chỉ dám lấy đồ đạc của cô bé về xem xét. Tìm thấy chiếc điện thoại và một tập hồ sơ có ghi tên của tiến sĩ Kang, cũng là người duy nhất cố liên lạc với chiếc điện thoại. Cả đám đáp xuống một khu cho dân ngoại cư để thảo luận, bỏ lại cô bé Dorothy trên tàu. Sau khi làm gì đó, cô bé khiến cây cà chua đã chết trên tàu sống lại. Tseho biết có vẻ là có hai tên cáo đen đã ăn trộm Dorothy. Một tên đã bị hạ ngay tại hiện trường, một tên bị bắt. Dorothy lạc trôi giữa không gian một mình. Hiện cả đám cáo đen và lính thiên hà đang truy tìm Dorothy. Vì là dân ngoại cư nên có giao nộp Dorothy thì cả bọn vẫn trắng ré. Vậy nên Tseho muốn đòi tiền chuộc từ đám cáo đen. Mức tiền hướng tới là 1 triệu. Thống nhất việc chia tiền xong thì anh phục vụ bước vào khiến Tseho giật mình. Cái bọn này không gọi món thì đi ra ngoài đấy. Cho một lon coca và 4 cái ống hút. Cả bọn sẽ cố gắng liên lạc với tiến sĩ Kang thông qua chiếc điện thoại. Giang cảnh báo một tên bị bắt, có thể đám lính thiên hà truy vết được. Thành công kết nối với Kang, Tseho dùng app đổi giọng và phát hình ảnh của Dorothy cho đầu dây bên kia xem. Kang lập tức hiểu ra và hỏi cả đám muốn bao nhiêu. Sau vài giây thảo luận, giá của nhóm đưa ra là 2 triệu đô la, miễn phí ship, có voucher 15% cho lần chuộc người tiếp theo. Chốt địa điểm giao dịch, Tseho hỏi xem cần làm gì để tránh quả bom phát nổ. Bên kia bảo cho nó đi vệ sinh và đừng để nó nhịn đói từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều là được. Cả đám cười phớ lớ trong khi di chuyển, không hề biết cuộc gọi thực sự đã bị James theo dõi và cử quân đi. Người tiếp cận tàu chiến thắng trước là cảnh sát do trước đó Park đã gọi, kiểm tra vài thứ quanh tàu. Tên sĩ quan bắt gặp Park đang ra hiệu với ai đó trong phòng nên bước ra kiểm tra. Tseho nảy số, cậy két của bắp, dí tiền vào tay gã sĩ quan, hắn không lấy. Nhưng không quan trọng lắm vì cảnh tượng đã bị ghi lại. Giang đe dọa hắn, nào là bắt máy chậm, làm việc ngoài giờ anh chính, nhận hối lộ.
Giờ một là giết hết cả bọn này xóa chứng cứ rồi chim cút, hai là cút luôn cho đỡ phí thời gian. Vẫn tới điểm giao dịch kịp giờ, một sàn nhảy, nơi mọi người đều đang đeo mặt nạ, quá hợp lý để che giấu danh tính. Tìm thấy người tiến sĩ Kang, Seho dẫn anh ta tới chỗ cái túi họ chứa cô bé Dorothy. Cơ mà giao tiền xong thì chả thấy Dorothy đâu. Cô bé chạy ra giữa sàn nhảy và bị phát hiện. Thế là đám đông phát hoảng cố bỏ chạy. Đám lính thiên hà phục kích sẵn nổ súng khiến mọi thứ càng hỗn loạn. Giang ở lại tàu quan sát từ xa cùng Bubs. Trong một thoáng cô để ý thấy Dorothy đã làm gì đó chặn đứng những viên đạn. Bế được cô bé trở lại tàu, anh Park là người bị lôi ra chửi. Đã không trông được một đứa trẻ con rồi lại còn liêm khiết trả tiền cho người ta cơ. Giang thì dẫm nát luôn chiếc điện thoại vì chính nó làm cả bọn bị lộ. Giờ chỉ đành cố liên lạc qua sóng vô tuyến, dù ở gần lắm thì mới bắt được sóng. Mở ra thì chỉ ra kênh của thanh niên cảm nắng. Vì tàu bị hỏng nên cả đám phải hạ cánh xuống công xưởng để sửa chữa. Tiền trong két của Bubs lại bị lôi ra. Đoạn này có phát triển với gắn kết các nhân vật một chút. Seho cùng Dorothy đi bán cà chua và trở nên thân thiết hơn. Bubs thì kể cho cô bé biết ước mơ của mình là sắm một bộ da nhân tạo. Cơ mà giá thấp nhất cũng phải 20.000 đô nên khá khoai. Bubs cũng kể cho Dorothy nghe về Seho. Anh sống trong quân đội từ bé, lớn lên thì gia nhập lực lượng thiên hà. Sau khi tấn công một xe chở dân nhập cư trái phép, Seho đã tìm thấy một bé gái. Theo luật thì phải gửi trả trái đất. Cơ mà lúc này Seho vẫn có tí quyền lực nên giữ được cô bé lại. Từ đó Seho học cách trở thành một người cha. Éo le thay, chỉ ít lâu sau Seho phát hiện thính lực của cô bé bị ảnh hưởng nặng, mà nguyên nhân chính là do phát súng của anh. Thế là từ đó anh không thể làm hại ai nữa. Điều này khiến James không được vui. Seho bị đuổi khỏi lực lượng, một bước từ đỉnh xuống đáy xã hội. Seho cùng cô con gái lang thang trên phố suốt một năm trước khi Seho dấn thân vào con đường tài xỉu. Lần đó một mảnh rác không gian đã va chạm với thành phố. Trong lúc Seho không để ý thì cô con gái đã bị cuốn ra ngoài không gian đến khu tìm người thất lạc. Seho đăng ký gói miễn phí, được phát trong một cái vòng có liên kết với DNA của cô con gái. Thi thể ở càng xa thì đèn nháy càng chậm, xét theo cân nặng và vị trí biến mất. Chỉ có khoảng 3 năm cho đến khi cô bé rời khỏi quỹ đạo và vĩnh viễn không thể tìm thấy. Gói premium sẽ tìm được cô bé trong 4 ngày nhưng phải trả tận 194.000 đô. Cuối cùng đã kết nối lại được với Kang, hẹn được địa điểm giao dịch mới. Park lúc này đã lưỡng lự trong việc giao cô bé cho đám cáo đen. Cậu nghĩ chúng sẽ làm gì với cô bé? Cái quái gì vậy? Tiêu chuẩn cộng đồng. Trong lúc cả đám không để ý, Dorothy chạy vào nhà vệ sinh và bị một kẻ bám theo. Nghe thấy tiếng hét của cô bé, cả đám mới chia nhau ra tìm. Park tìm ra kẻ bắt cóc đầu tiên nhưng bị mất dấu. Seho chạy theo ngay sau và cướp lại được cô bé. Đám bắt cóc gọi thêm người, nhưng anh Park kinh vãi trời. Một thân cân hết, Giang xuất hiện cho tên cầm đầu phát súng điện. Cởi cái mũ ra thì lại thấy mặt anh Thu Ngân. Cùng lúc đó James đang có thêm một cuộc trò chuyện với anh nhà báo. James kể về quá khứ của mình. Bố chết nơi chiến trường, mẹ cùng bốn đứa em bị thiêu trong nạn diệt chủng. Lão đã tự hứa với lòng sẽ tạo ra một thế giới tốt hơn. Lão đưa cho anh nhà báo một offer, bắn cái tên cáo đen mà chắc chắn rồi cũng sẽ bị xử tử này. Rồi lão sẽ cho anh về nhà cùng với gia đình và sống tại khu dân cư UTS. Anh nhà báo làm theo. Và thế là thất bại trong bài kiểm tra đạo đức của James. Lão xử anh luôn. Trở lại với đội tàu chiến thắng, Giang chất vấn anh Thu Ngân. Trước đó cô đã đọc tệp hồ sơ đi liền với Dorothy. Cô biết cô bé không phải là người máy mà là một con người. Con gái của tiến sĩ Kang, chuyên viên phát triển nanobot. Đám người ngồi đây thì toàn bộ đều là người của tổ chức cáo đen. Sự thực là cáo đen không phải khủng bố, họ là tổ chức bảo vệ môi trường. Dorothy được sinh ra với một căn bệnh hiếm gặp khiến toàn bộ hệ thần kinh của cô bé bị hư hại. Tiến sĩ Kang đã tiêm nanobot vào cơ thể cô bé khiến cho dây thần kinh bình phục. Thần kỳ hơn là các nanobot trong cơ thể Dorothy liên lạc được với các nanobot trong môi trường bên ngoài. Từ đó khiến cho cô bé gần như có thể điều khiển nanobot và tái tạo sự sống. Cô bé là hy vọng để cứu rỗi trái đất, nhưng James không nghĩ vậy. Hắn muốn thanh lọc nhân loại và cố sử dụng Dorothy để khai phá sao hỏa. Giờ để che giấu điều đó, hắn đã xóa sổ mọi dữ liệu nghiên cứu và các nhà khoa học. Tất nhiên là Dorothy cũng cần bị loại bỏ. Hiện hắn ta muốn nhốt cô bé vào công xưởng, sử dụng một quả bom đã được cài sẵn trong đó để tiêu diệt Dorothy, đồng thời làm công xưởng rơi xuống trái đất, hủy diệt nốt 3 tỷ người đang có mặt trên đó. Nói đến đây thì lính thiên hà đã tìm đến. Seho bảo đám cáo đen tới chỗ tiến sĩ Kang trước, còn đội tàu sẽ dẫn Dorothy tới sau. Giang, Park và Bubs qua mặt được đám lính. Seho thì dẫn Dorothy trốn vào trong ống thông gió, xử lý ngôn lù nên bị phát hiện. Giang cố khởi động tàu nên bị đám lính xả đạn. Seho cõng Dorothy cố chạy về phía con tàu. Anh tin vào lực bám của mình hơn cả cách tôi tin tưởng T1, nhưng bật còn không đến để mà bám. May mà Bubs có mặt đỡ lấy anh. Một tên lính thiên hà bám chân anh, kéo được cô bé Dorothy xuống. Park làm quả đu như người nhện đỡ lấy cô bé. Chưa hiểu anh đu trở lại tàu khi ở dưới có 20 thằng lính cầm súng kiểu gì. Nhưng tóm lại là Seho phóng tàu rời khỏi công xưởng để chúng ta chuyển qua màn bắn nhau ngoài không gian. Con tàu thoát được khỏi mấy quả tên lửa thì lại rơi vào trường mảnh vụn không gian khét tiếng. Thiết bị lái lập tức gặp trục trặc. Giang bảo Dorothy nhắm mắt lại, đếm đến 100 vì lý do củ cải gì đấy. Đám nanobot bắt đầu xâm nhập lên thân tàu. Trước sự bất lực của các thành viên, cô bé mở mắt và điều khiển đám nanobot khiến chúng rời khỏi con tàu. Thế là tàu chiến thắng thoát nạn. Cơ mà các thành viên hiện đã vào danh sách truy nã. Bất ngờ thay là James lại được nhìn thấy gương mặt thân quen, cựu kỹ sư Giang thuộc dự án thiên tài UTS, người được đích thân lão bế về nuôi.
tác giả của kính thực tế ảo, súng laser hạng nhẹ và mìn sung điện, về sau thành lập tổ chức không tặc và từng cố ám sát James nhưng không thành. Park, thủ lĩnh của một tổ chức mai thúy tại trái đất, bị tuyên án tử nên trốn ra ngoài không gian. Tseho, chỉ huy đầu tiên của lực lượng thiên hà, hiện vẫn là người nắm giữ nhiều thành tích kỷ lục. Trở lại đội tàu, cả bọn đã tới điểm giao dịch, gặp lại tiến sĩ Kang cùng nhóm cáo đen. Cơ mờ Giang để ý có gì đó không đúng. Khi nhận ra con tàu bị bao vây bởi mìn sung điện thì đã quá muộn, toàn bộ thiết bị điện dừng hoạt động, kể cả Bubs. Lính thiên hà bao vây tàu chiến thắng, chúng tràn lên tàu tiêu diệt từng thành viên của nhóm cáo đen. Tiến sĩ Kang cũng bị sát hại không nương tay. Bất ngờ thay, kẻ khiến chuyện này xảy ra lại là thuyền trưởng Giang. Cô đã để tín hiệu cho James lần theo, với mục tiêu là giết lão. Cô nhấn kích hoạt quả bom hóa học giấu trong miệng, nhưng bị James móc ra và vô hiệu hóa. Lão cũng khá vui khi gặp lại Tseho, nhất là trong tình cảnh hiện tại. Lại làm bài kiểm tra đạo đức, lão trả cho Tseho 4 củ, gấp đôi số tiền đã thỏa thuận với tiến sĩ Kang để Tseho tìm xác con gái. Tseho chấp nhận cầm tiền. James bảo sẽ xóa tội danh của anh, xong đi làm mấy trò con bò, kiểu lão bảo cấp dưới phục kích tàu chiến thắng. Sau khi hủy diệt trái đất thì hãng giết đội tàu. Trong khi trên tàu, một đứa vì trả thù phản bạn, một thằng bán mai thủy đá, điếu qua ai trên con tàu này là quan tâm tới trái đất cả. Sau khi con tàu khởi động lại, Giang bảo Tseho hãy đi tìm con gái, cô cùng những người còn lại sẽ đi cứu Dorothy, kể cả nếu họ có phải chết. Về phía Tseho, anh tới mua gói premium tìm xác người thân. Anh nhận được hộp đồ chứa những vật dụng cũ của cô con gái, trong đó có quyển tập viết. Nó chất chứa những tình cảm mà cô bé luôn muốn nói với anh, nhưng hồi đó Tseho chưa kịp xem. Ước mơ của cô bé là trở thành một người tốt giống như anh. Tseho vác túi tiền trở lại tàu, đổ tất cả vào thùng rác, tất cả vào vị trí. Tàu chiến thắng một lần nữa rời bến, đám lính thiên hà đuổi theo. Bubs cầm cây lao nhảy ra cân vài con tàu vũ trụ. Đoạn này bị chê hơi hoạt hình, nhưng mà cái concept này ngầu vơ lờ. Tseho sau đó lợi dụng khí quyển trái đất để phá hủy đống tên lửa bám đuôi. Giang xử lý những con tàu đuổi theo. Cả đội trở lại công xưởng, tìm thấy nơi Dorothy bị trói, giải cứu được Dorothy. Nhưng Giang báo tin xấu, quả bom này gắn liền với một loại sóng có thể phá hủy mọi nanobot trong bán kính 5.000 km, kể cả Dorothy có thoát khỏi vụ nổ. Nếu không có nanobot, hệ thần kinh của cô bé sẽ một lần nữa trở về trạng thái hư hại. Giờ chỉ còn cách đưa Dorothy cách xa quả bom 5.000 km mới cứu được cô bé. Chưa kịp làm gì thì một lính thiên hà xuất hiện, cô ta ao trình cả đội tàu. Park đẩy cô ta vào một buồng riêng để solo, xong dùng cách mà mọi phim đánh bại một kẻ thù quá mạnh cho cô ta bay ra ngoài không gian. Tàu chưa kịp cất cánh thì radar đã quét ra 98 con tàu không người lái đang tiếp cận. Giang thông qua kênh khẩn cấp liên lạc cho toàn thể mọi người trong công xưởng. Chỉ vài phút nữa công xưởng sẽ rơi xuống trái đất, hủy diệt mảnh đất quê hương của những con người ở đây. Giờ một là cao chạy xa bay, hai là hạ cái cờ lê xuống, khởi động cái tàu lên và chiến đấu. Lại tiếp tục bắn nhau bùm chiếu. Cùng lúc đó, một đoạn ghi âm mà James thú nhận kế hoạch hủy diệt trái đất đã được phát cho người dân UTS nghe. Còn James đang ở đâu? Lão lái tàu tới va với tàu chiến thắng luôn, chỉ để nhận ra rằng Dorothy không có ở đây. Trở lại vài phút trước, đội tàu không mang Dorothy theo mà quyết định mang quả bom theo. Vì để Dorothy cải tạo trái đất thì trước tiên trái đất phải có sự sống đã. Quả bom phát nổ trong không gian tiêu diệt James. Con tàu chiến thắng thì vẫn bình an do Dorothy đã điều khiển nanobot từ trường mảnh vụn không gian bảo vệ con tàu và kéo nó ngược trở lại. Vì như đã spoil ở ngay từ đầu, đám nanobot này bất tử, vậy là đội tàu an toàn. Việc UTS che giấu có thể cải tạo trái đất bị phanh phui. Các lao công vũ trụ đã cứu trái đất khỏi thảm họa được bồi thường. Bubs cũng sắm được bộ da nhân tạo. Thông qua nanobot và Dorothy, Tseho được kết nối với cô con gái để nói lời yêu thương và lấy động lực bước tiếp. Về sau đội tàu trở thành một gia đình, thỉnh thoảng cho cô con gái xuống trái đất trồng cây. Cơ mà công việc lao công vũ trụ thì vẫn còn. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.